trăn trở với thực tại, khao khát kiến tạo những đô thị hiện đại và mang giá trị nhân văn. Một nhóm kiến trúc sư tâm huyết đã sáng lập nên công ty xây dựng Nam Long. Giờ đây đã là một tập đoàn bất động sản lớn mạnh. Vốn điều lệ tăng 1.400 lần. Sở hữu quỹ đất với hơn 567 hectare trải dài khắp các tỉnh thành phía Nam. Nam Long là một trong những công ty sở hữu chuỗi giá trị phát triển bất động sản từ sơ khai đến hoàn chỉnh, nghiên cứu và nắm bắt mọi cơ hội đầu tư, sở hữu và phát triển quỹ đất sạch trong thời gian ngắn, chuyên nghiệp trong thiết kế và xây dựng, tinh thông thị trường và kinh doanh nhạy bén, hiệu quả trong quản lý và khai thác bất động sản. Hệ thống tập đoàn vững chắc, phân công theo từng nhóm chức năng, với bộ máy điều hành hiệu quả và chuyên nghiệp, có các cổ đông chiến lược mạnh và các đối tác vững vàng đáng tin cậy, được xã hội và chính phủ vinh danh công nhận. Nam Long được biết đến với những sản phẩm bất động sản giá trị, có môi trường sống an lành và kiến trúc độc đáo. Những căn hộ vừa túi tiền, phù hợp với nhu cầu của đại đa số người dân. Và các sản phẩm bất động sản thương mại mang lại lợi nhuận vững bền và ổn định. Mục tiêu năm 2020 của NAPCO.